Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Trong những năm qua, công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã đóng mới thành công nhiều lớp tàu quân sự với trang thiết bị và vũ khí khí tài hiện đại, chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu huấn luyện sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc và tuần tra thực thi pháp luật trên biển. Trong các sản phẩm nổi bật của ngành đóng tàu quân sự, phải kể đến lớp tàu pháo tuần tiễu, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu cảnh sát biển đa năng, tàu cứu hộ, tàu ngầm và các loại tàu tuần tra cứu nạn cho Bộ đội Biên phòng, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn. Tàu pháo tuần tiễu 400T là loại tàu có thiết kế phức tạp, đòi hỏi trình độ năng lực công nghệ thi công tiên tiến. Tàu tích hợp pháo hạm tự động, pháo phòng không tốc độ cao, hệ thống radar, hệ thống nhận biết địch ta, hệ thống qua điện tử được tích hợp qua nhiều hệ thống tự động hóa, có tính chính xác cao, bảo đảm tác chiến trong mọi tình huống. Tàu tên lửa tấn công nhanh có lượng rạn nước hơn 500 tấn, tính năng đi biển rất cao, với vận tốc tối đa gần 70 km/h, dự trữ hành trình gần 2.000 hải lý. Tàu tên lửa tấn công nhanh 500T được mệnh danh là tia chớp vì sự nhanh nhẹn cùng khả năng tác chiến mạnh. Chúng được thiết kế để tiêu diệt nhóm tàu chiến, tàu đổ bộ, tàu hộ tống và các phương tiện mặt nước khác của đối phương, hỏa lực mạnh, khả năng cơ động cao tàu. Tên lửa tấn công nhanh 500T sẽ là sự bổ sung và nâng cao đáng kể sức mạnh tác chiến cho Hải quân Nhân dân Việt Nam. Tàu cảnh sát biển đa năng 2000T là dạng tàu có thiết kế tiên tiến hiện đại, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn quốc tế. Tàu có chiều dài 90,5m, chiều rộng 14m, có thể hoạt động trong điều kiện gió cấp 12, thời gian hoạt động liên tục trên biển 40 ngày đêm, tầm hoạt động 5.000 hải lý. Tàu tìm kiếm cứu nạn tàu ngầm đa năng 927 XQ là loại tàu cứu hộ thế hệ mới, thực hiện nhiệm vụ cứu hộ tàu ngầm với các thiết bị chuyên dụng có tính vượt trội như phát hiện tọa độ, điện thoại liên lạc và robot lặn kết nối với tàu ngầm để cứu nạn thuyền viên khi tàu ngầm gặp sự cố. Các sản phẩm tàu quân sự này là niềm tự hào lớn đối với ngành đóng tàu quân sự và công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung. Bên cạnh việc giúp tiết kiệm chi phí so với mua sắm từ nước ngoài, thì còn tạo ra được sự an tâm, tin tưởng cho các lực lượng làm nhiệm vụ trên biển. Việc đóng mới thành công nhiều lớp tàu hiện đại còn chứng minh năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đang từng bước nâng cao khả năng tự chủ trong bảo đảm trang bị cho quân đội và các lực lượng thực thi pháp luật trên biển. Đại tá có thể lý giải tại sao đóng tàu quân sự, tàu cho lực lượng thực thi pháp luật trên biển lại trở thành ưu tiên hàng đầu của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Theo Đại tá Yên, hiện nay, phát triển kinh tế biển kết hợp với bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo của chúng ta là một nhiệm vụ rất là quan trọng. Vậy nên nền công nghiệp quốc phòng của chúng ta cũng phải nằm nòng cốt trong việc là nghiên cứu, thiết kế, chế tạo ra các loại trang bị vũ khí cho các lực lượng bảo vệ chủ quyền lãnh hải của Tổ quốc. Công nghiệp quốc phòng của chúng ta có một thành tựu nổi bật trong những năm vừa qua. Đấy là chúng ta đã xây dựng được một nền công nghiệp đóng tàu có thể nói là sánh vai với các nước trong khu vực và quốc tế. Hiện nay chúng ta đã làm chủ được công nghệ đóng tàu, các loại tàu chiến, tàu pháo, tàu tuần tra, các loại tàu đặc biệt như là tàu cứu hộ, tàu ngầm, tàu cảnh sát biển, tàu kiểm ngư và các loại tàu vận tải. Ngoài ra chúng ta còn có công nghệ để đóng được các loại tàu chiến còn lớn hơn nữa với lượng rạn nước lên đến 5.000 tấn. Hiện nay chúng ta đóng mới khoảng 50 loại tàu, cả tàu chiến, tàu bổ trợ và tàu vận tải cung cấp cho các lực lượng hải quân, cảnh sát biển và các kiểm ngư cũng như là các lực lượng khác. Chúng ta cũng đã nhận đóng tàu theo thiết kế của nước ngoài và các sản phẩm đóng tàu của chúng ta đã được xuất khẩu ra rất nhiều nước trên thế giới. Cũng có ý kiến cho rằng ngành đóng tàu quân sự Việt Nam mới chỉ đóng được thân vỏ của tàu, còn các trang bị động cơ nhất là vũ khí vẫn phải nhập khẩu. Vậy đại tá đánh giá sao về vấn đề này? Đại tá Dương Văn Yên cho biết, việc làm chủ được các loại thân vỏ và tích hợp được các loại hệ thống động lực trên tàu cũng như tích hợp các loại vũ khí công nghệ cao trên tàu cũng là một thành công rất lớn, bởi vì nhiều nước người ta cũng chỉ có làm chủ được một khâu trong cái chuỗi thôi. Người ta cũng đi mua các loại vũ khí và các thiết bị khác về người ta tích hợp thành một con tàu. Một số nước mà làm chủ toàn bộ để đóng thành một con tàu thì trên thế giới cũng rất là ít. Hiện nay chúng ta đang có thể thiết kế được một con tàu hiện đại, ví dụ như tàu săn ngầm, thì trong đó tích hợp các hệ thống phòng không tầm gần, tầm xa, các hệ thống vũ khí đối hạm cũng như các hệ thống chống các mục tiêu ngầm. Còn về đóng tàu, với công nghệ hiện nay chúng ta đủ điều kiện để đóng theo các bản thiết kế của nước ngoài. Vậy định hướng phát triển của lĩnh vực đóng tàu quân sự là như thế nào?
Đại tá Yên cho hay xu hướng là chúng ta phải tăng tính tự chủ. Thứ nhất là tự chủ về thiết kế. Hiện nay là chúng ta đã có viện chuyên thiết kế về tàu quân sự. Thứ hai là chúng ta tự chủ các loại vật tư phục vụ cho ngành đóng tàu. Để tự chủ về vật tư đóng tàu thì không phải là riêng công nghiệp quốc phòng làm được mà phải cả hệ thống công nghiệp quốc gia. Các ngành công nghiệp phụ trợ chúng ta sẽ tăng tỷ lệ nội địa hóa của đóng tàu, nhất là phần máy, phần động cơ thì chúng ta sẽ phải còn phấn đấu lâu dài để đạt được cái mục tiêu là tự chủ, đạt được cái mức độ tự chủ cao trong ngành đóng tàu. Phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại lưỡng dụng là chủ trương chiến lược của Việt Nam, tận dụng ưu thế về nguồn nhân lực chất lượng cao và trang thiết bị hiện đại. Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam còn tiến hành sản xuất nhiều mặt hàng dân sự để đóng góp vào công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Thuật ngữ công nghệ lưỡng dụng theo cách hiểu đơn giản là các công nghệ có thể ứng dụng đồng thời cho việc thiết kế chế tạo các sản phẩm quân sự và các sản phẩm phục vụ cho mục đích quân sự. Thời gian qua, cùng với sự phát triển của công nghiệp quốc phòng đã nghiên cứu sản xuất được nhiều mặt hàng kinh tế chất lượng cao, tạo được thương hiệu uy tín có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và xuất khẩu. Bên cạnh nhiệm vụ sản xuất các mặt hàng quốc phòng, ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã quan tâm tới sản xuất hàng kinh tế xuất khẩu, tạo điều kiện để các đơn vị đẩy mạnh phát triển thị trường, nâng cao chất lượng và năng lực cạnh tranh của các sản phẩm. Phân xưởng sản xuất thuốc nổ công nghiệp của nhà máy Z-121 Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng là nơi sản xuất ra các loại thuốc nổ nhũ tương được dùng trong các ngành kinh tế như khai khoáng, giao thông hay là xây dựng. Nguyên liệu chính để làm ra thuốc nổ nhũ tương đến từ các nhà máy hóa chất trong nước. Các dây chuyền sản xuất thuốc nổ nhũ tương của chúng tôi đang sử dụng những nguyên liệu được đưa vào sản xuất phần đa là sử dụng các nguyên liệu được sản xuất ở trong nước. Do vậy, chúng tôi sẽ chủ động được các nguồn nguyên liệu cho sản xuất và sử dụng khai thác được các tiềm năng ở nước ta hiện nay. Đối với sản phẩm thuốc nổ nhũ tương được sản xuất trên các dây chuyền khép kín, đồng bộ tạo ra các sản phẩm mang tính ổn định và chất lượng. Phân xưởng sản xuất pháo hoa tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ rất cao nên được xây dựng rất đặc biệt, đảm bảo khoảng cách và có các ụ che chắn, hạn chế cháy nổ liên hoàn. Do là sản phẩm có tính sáng tạo, nghệ thuật và rất đa dạng về kích cỡ, tầm cao, màu sắc nên việc sản xuất pháo hoa gần như được làm thủ công hoàn toàn. Các loại pháo hoa đều trải qua quá trình bán thử nghiệm. Nhà máy có riêng một bãi thử nghiệm để đảm bảo chất lượng sản phẩm. Đây là một buổi bán thử nghiệm cho lô hàng chuẩn bị xuất khẩu sang Nhật Bản. Hiện nay, sản phẩm pháo hoa của nhà máy đã bước đầu tìm được khách hàng nước ngoài. Rất là tự hào khi mà các sản phẩm của nhà máy được xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản cũng như là châu Âu. Và tới đây, nhà máy cũng xuất một chuyến hàng sang thị trường Dubai. Các sản phẩm của nhà máy đều được thị trường quốc tế đánh giá là tốt, trong đó có thị trường rất khó tính, đó là thị trường Nhật Bản. Hàng năm, nhà máy đều xuất khẩu từ 6 cho đến 8 container để phục vụ thị trường Nhật Bản và 2 container phục vụ thị trường Mỹ. Bên cạnh hai mặt hàng tiêu biểu là thuốc nổ công nghiệp và pháo hoa, các đơn vị của Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng còn có tiềm năng và lợi thế rất lớn để sản xuất các sản phẩm cần thiết cho nền kinh tế quốc dân như các mặt hàng cơ khí chính xác, phụ tùng ô tô, kết cấu thép, dụng cụ quang học, nhựa dân dụng và công nghiệp. Chủ trương của Việt Nam là xây dựng và phát triển nền công nghiệp quốc phòng theo hướng hiện đại lưỡng dụng, vừa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, vừa góp phần quan trọng phát triển kinh tế xã hội, thực sự trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia, đóng góp tích cực vào sự phát triển công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khái niệm tính lưỡng dụng trong công nghiệp quốc phòng là gì? Tại sao chúng ta lại chọn phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng này? Hiện nay các quốc gia khác có phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng lưỡng dụng không? Tính lưỡng dụng trong công nghiệp quốc phòng có thể hiểu là một trong những nền công nghiệp vừa có thể sản xuất ra các loại vũ khí, trang bị kỹ thuật phục vụ cho quân đội huấn luyện chiến đấu, vừa sản xuất ra hàng hóa phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa và nhu cầu dân sinh. Quân đội ta có truyền thống theo lời dạy của Bác Hồ là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất. Lao động cũng thể hiện rõ trong công nghiệp quốc phòng như chúng ta mới nghiên cứu thiết kế chế tạo ra các loại vũ khí để phục vụ cho quân đội huấn luyện chiến đấu, vừa đóng vai trò là sản xuất ra các loại hàng hóa phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước cũng như là nhu cầu dân sinh cũng là nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc sản xuất các mặt hàng dân sự có ảnh hưởng đến nguồn lực để sản xuất các mặt hàng quân sự hay không? Đại tá Giang nói. Thông qua sản xuất các loại hàng hóa để phục vụ cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa cũng như là nhu cầu dân sinh thì chúng ta sẽ tích lũy các nguồn lực để tái đầu tư lại cho ngành công nghiệp quốc phòng, mua sắm thêm các trang thiết bị và là một trong những điều kiện để duy trì các nguồn lực và thu hút nhân lực chất lượng cao cho công nghiệp quốc phòng.
Vừa qua thì chúng ta đã tổng kết nghị quyết 06 về xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng và cho ra đời nghị quyết 08 của Bộ Chính trị về phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo. Chúng ta xác định là xây dựng công nghiệp quốc phòng và tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại ngày càng gắn kết và trở thành mũi nhọn của công nghiệp quốc gia. Như vậy là chúng ta phải xây dựng công nghiệp quốc phòng của chúng ta mang tính tự chủ là rất cao. Lưỡng dụng, hiện đại hiện nay, chúng ta đã làm chủ các công nghệ sản xuất vũ khí, bộ binh. Sắp tới chúng ta phải vươn lên để từng bước tự chủ sản xuất các loại vũ khí cho lục quân, cho phòng không không quân, cho hải quân và các loại vũ khí công nghệ cao để phù hợp với các yêu cầu tác chiến trong tương lai. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, dân tộc ta cơ bản đều tự dựa vào sức mình để làm ra vũ khí chống giặc ngoại xâm, tạo nên ý chí tự lực tự cường. Vấn đề độc lập tự chủ về vũ khí, trang bị quân sự là đích đến của bất kỳ quốc gia nào trên thế giới. Chính vì vậy, chủ trương phát triển công nghiệp quốc phòng theo hướng tự chủ tự cường hiện đại và lưỡng dụng của Việt Nam phù hợp với xu hướng phát triển công nghiệp quốc phòng trên thế giới hiện nay. Điều đó cũng hoàn toàn nhất quán với truyền thống lịch sử và phù hợp với đường lối quân sự, quốc phòng và định hướng phát triển kinh tế của đất nước ta trong tình hình hiện nay. Video hôm nay xin được khép lại tại đây. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.